Cũng chẳng thấy chẳng biết Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu các Bồ Tát chẳng nghĩ đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa, ta nhờ Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế nên mới có thể phát sanh trí nhất thiết trí, thì các Bồ Tát này chính là người hành Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng có thể biết, có thể thấy Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát chẳng thấy Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nghe chẳng hiểu chẳng biết Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì chẳng thấy nghe hiểu biết các pháp và cũng chẳng phân biệt để tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi ấy trời Đế Thích nghĩ, nếu các Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa còn hơn tất cả loài hữu tình, huống là chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu các hữu tình nghe nói về danh tự của trí nhất thiết trí càng sanh tin hiểu, còn đạt được lợi lành trong loài người và được mạng sống tối thắng ở thế gian, huống là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, hoặc có thể lắng nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Các hữu tình này thế gian rất kính mến nên có thể điều phục tất cả hữu tình. Nghĩ như thế xong, liền hóa ra hương hoa vi diệu dâng lên Đức Như Lai và các Bồ Tát, dâng hoa xong phát nguyện. Nếu các Bồ Tát cầu thẳng tới quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì xin đem công đức căn lành đã phát sanh của con, nguyện cho người kia mau được viên mãn Phật Pháp, nguyện sự cầu Pháp, nhất thiết trí và Pháp vô lậu của người kia mau được viên mãn. Phát nguyện như thế xong, bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, con hoàn toàn chẳng sanh một niệm khác làm cho người đó thối thất tâm đại Bồ Đề. Con hoàn toàn chẳng sanh một niệm khác làm cho các Bồ Tát nhàm chán đại Bồ Đề, lưu trụ địa vị thanh văn độc giác. Con hoàn toàn không phát sanh một ý niệm khác làm cho các Bồ Tát thối thất tác ý tương ưng với đại bi. Nếu các Bồ Tát đã phát tâm lớn, con nguyện cho tâm của vị đó càng thêm tăng tiến, nguyện cho Bồ Tát đó thấy các thứ khổ trong sanh tử xong, vì muốn lợi ích an vui cho thế gian trời người A Tố Lạc vân vân, phát sanh vô số nguyện lớn bền vững. Con đã tự độ mình rồi, cũng phải siêng năng tinh tấn độ cho người chưa được độ. Con đã tự mình được giải thoát rồi, cũng phải siêng năng tinh tấn giải thoát cho người chưa được giải thoát. Con đã tự an ổn rồi, cũng phải siêng năng tinh tấn an ổn cho người chưa được an. Con đã tự mình chứng Niết Bàn rốt ráo rồi, cũng phải siêng năng tinh tấn làm cho người chưa chứng được chứng đắc Niết Bàn rốt ráo. Bạch Thế Tôn, nếu là hữu tình đối với công đức của Bồ Tát mới phát tâm hết lòng tùy hỷ thì được bao nhiêu phước? Đối với công đức của các Bồ Tát từ lâu đã phát tâm tu hành các thắng hạnh, đối với công đức của Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, đối với công đức của Bồ Tát chỉ còn ràng buộc một đời hết lòng tùy hỷ, thì được bao nhiêu phước? Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: Có thể biết được số cân lượng của núi Diệu Cao Tu Di, nhưng chẳng thể biết được phước đức của loài hữu tình do tâm tùy hỷ phát sanh này. Cho đến có thể biết được số cân lượng của thế giới Tam Thiên Đại Thiên, song chẳng thể biết được phước đức của loài hữu tình do đồng lòng tùy hỷ sanh ra như này.